Xin chào tất cả các bạn, lại là thầy đây. Trong video này, chúng ta sẽ trao đổi một số kiến thức trọng tâm về định luật Hess, như về hệ quả của định luật, ứng dụng của định luật và một số ví dụ minh họa kèm theo. Định luật Hess được đặt tên theo nhà hóa học người Nga gốc Thụy Sĩ, German Henry Hess, người đã đưa ra định luật Hess, một nguyên lý sơ khai của nhiệt hóa học. Như chúng ta đã biết, không phải lúc nào cũng có thể thiết kế các thí nghiệm để đo những thay đổi về hiệu ứng nhiệt của các phản ứng nhất định. Và vì vậy, chúng ta thường phải sử dụng dữ liệu từ các phản ứng, trong đó có thể đo được sự thay đổi về hiệu ứng nhiệt để tìm ra sự thay đổi delta H cho một phản ứng cụ thể mà không thể đo trực tiếp. Và đó cũng chính là cách để định luật Hess và các hệ quả của định luật sẽ giúp chúng ta có thể giải quyết được các vấn đề trên, cũng như xác định được nhiệt tạo thành của các hợp chất thông qua việc tổ hợp các phản ứng và sử dụng các giá trị nhiệt đồng học đã biết. Chẳng hạn như trong phương trình tạo sản phẩm B từ A, thì chúng ta có thể xác định một cách trực tiếp hiệu ứng nhiệt delta H của phương trình này dựa trên sinh nhiệt mol chuẩn thức hoặc thiêu nhiệt mol chuẩn thức hay dựa vào năng lượng liên kết. Nhưng trên thực tế, nhiều hợp chất không thể được tổng hợp trực tiếp từ các nguyên tố của chúng, hoặc trong một số trường hợp, phản ứng diễn ra quá chậm, hoặc tạo hiệu ứng phụ, tạo ra các chất khác với hợp chất mong muốn, hoặc các phản ứng khó xác định delta H bằng thí nghiệm trực tiếp. Do đó mà trong những trường hợp trên thì delta H có thể được xác định bằng một cách gián tiếp dựa trên định luật Hess về tổng nhiệt. Định luật cho phép chúng ta tính toán sự thay đổi hiệu ứng nhiệt cho một phản ứng từ các giá trị của các phản ứng khác, bất kể nguồn gốc của chúng là gì. Như vậy, chúng ta không thể tính được hiệu ứng nhiệt delta H cho phản ứng A tạo thành B một cách trực tiếp được, mà thay vào đó chúng ta sẽ tính được hiệu ứng nhiệt của phản ứng này một cách gián tiếp thông qua hai phản ứng trung gian, là từ A tạo ra C với giá trị delta H1 và từ C tạo ra B với giá trị delta H2. Và một điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, cho dù là phản ứng diễn ra trực tiếp hay gián tiếp, dù là con đường nào đi chăng nữa, thì ứng với trạng thái ban đầu, nghĩa là tác chất ban đầu vẫn là A, và ứng với trạng thái cuối, nghĩa là sản phẩm vẫn là B mà thôi. Và đó cũng là cơ sở cho nội dung của định luật Hess, là hiệu ứng nhiệt của quá trình hóa học chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu của chất tham gia phản ứng và trạng thái cuối của chất tạo thành sản phẩm, mà không phụ thuộc vào các giai đoạn phản ứng trung gian. Hay nói cách khác, bất kể chúng ta đi từ chất phản ứng nhất định đến sản phẩm như thế nào, dù trong một hay nhiều bước, thì sự thay đổi hiệu ứng nhiệt đối với sự thay đổi hóa học tổng thể là như nhau. Và điều này cũng đồng nghĩa đối với một phương trình hóa học có thể được viết dưới dạng tổng của hai hoặc nhiều bước, thì sự thay đổi hiệu ứng nhiệt đối với phương trình tổng thể bằng tổng các thay đổi hiệu ứng nhiệt đối với các bước riêng lẻ. Do đó mà một phản ứng có thể xảy ra theo nhiều giai đoạn, hiệu ứng nhiệt tổng quát bằng tổng hiệu ứng nhiệt của các giai đoạn trung gian, và hiệu ứng nhiệt tổng quát chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối của phản ứng. Vì vậy mà ứng dụng của định luật Hess là giúp chúng ta xác định được hiệu ứng nhiệt của một phản ứng một cách gián tiếp dựa trên hiệu ứng nhiệt của các phương trình nhiệt hóa khác đã cho. Chúng ta có thể hình dung một ví dụ tương tự cho định luật Hess như sau. Giả sử chúng ta đi từ tầng 1 lên tầng 6 của một tòa nhà bằng thang máy. Mức tăng thế năng hấp dẫn của chúng ta tương ứng với sự thay đổi hiệu ứng nhiệt của toàn bộ quá trình là như nhau, cho dù chúng ta đi thẳng tới đó hay dừng lại ở mỗi tầng trên đường đi lên, tức là chia chuyến đi thành một loạt các bước. Chẳng hạn như trên hình, chúng ta cần tính hiệu ứng nhiệt delta H0 298K của phản ứng tạo thành CO2 khí từ carbon graphite và O2 khí. Nhưng đề bài không cho sinh nhiệt quanh chuẩn thức hay thiêu nhiệt quanh chuẩn thức của các tác chất và sản phẩm, nên do đó chúng ta không thể tính trực tiếp delta H0 298K được, mà thay vào đó đề bài sẽ cho hai phương trình nhiệt hóa và kèm theo hai giá trị hiệu ứng nhiệt tương ứng là delta H0 298K1 và delta H0 298K2. Trong đó ứng với phương trình nhiệt hóa thứ nhất là carbon graphite cộng O2 khí tạo CO khí cộng 1 phần 2 O2 khí với giá trị delta H0 298K1, và phương trình nhiệt hóa thứ hai là CO khí cộng 1 phần 2 O2 khí tạo CO2 khí với giá trị delta H0 298K2. Và dựa trên định luật Hess, chúng ta sẽ tính được hiệu ứng nhiệt delta H0 298K của phản ứng giữa carbon graphite cộng O2 khí để tạo thành CO2 khí sẽ bằng tổng delta H0 298K1 cộng delta H0 298K2
Tức có nghĩa là chúng ta đang tổ hợp hai phương trình nhiệt hóa trung gian 1 và 2 để tạo thành phương trình nhiệt hóa mà chúng ta đang muốn tính hiệu ứng nhiệt. Và để hiểu rõ hơn về bản chất của định luật Hess cũng như cách tính toán, thì chúng ta sẽ đến với các hệ quả của định luật này cùng với các ví dụ minh họa kèm theo. Chúng ta sẽ đề cập đến hai hệ quả của định luật Hess, và chúng ta sẽ dựa trên hai hệ quả này để biến đổi các phương trình nhiệt hóa trung gian trở về phương trình nhiệt hóa mà chúng ta đang mong muốn tính hiệu ứng nhiệt. Với nội dung của hệ quả đầu tiên là hiệu ứng nhiệt của phản ứng thuận bằng hiệu ứng nhiệt của phản ứng nghịch như ngược dấu. Và nội dung của hệ quả thứ hai là có thể cộng hay trừ những phương trình nhiệt hóa tương tự như những phương trình đại số. Sau đây, chúng ta sẽ đi chi tiết vào nội dung từng hệ quả, bắt đầu là hệ quả thứ nhất. Như theo nội dung của hệ quả thứ nhất, thì trên hình chúng ta đang có hai phương trình nhiệt hóa. Và khi nhìn vào hai phương trình nhiệt hóa này, chúng ta thấy ngay sự đảo ngược giữa tác chất và sản phẩm. Trong đó, với phương trình nhiệt hóa thứ nhất, thì N2 khí kết hợp với O2 khí để tạo thành 2NO khí, tương ứng với giá trị delta H0 298K1 bằng cộng 182,6 kJ. Còn phương trình nhiệt hóa thứ hai thì ngược lại, là 2NO khí tạo thành N2 khí và O2 khí. Do đó, dựa trên hệ quả thứ nhất của định luật Hess, để chúng ta có được giá trị delta H0 298K2 bằng âm 182,6 kJ, ngược dấu lại so với delta H0 298K1 đang có giá trị bằng cộng 182,6 kJ. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với nội dung hệ quả thứ hai của định luật Hess, là có thể cộng hay trừ những phương trình nhiệt hóa như những phương trình đại số. Hệ quả này các bạn muốn hiểu thì cứ hình dung các phương trình nhiệt hóa này giống như những phương trình đại số bình thường vậy. Nếu với các phương trình đại số, chúng ta có thể cộng vế theo vế, thì các phương trình nhiệt hóa cũng vậy. Cũng có thể cộng vế theo vế, tác chất cộng theo tác chất, sản phẩm cộng theo sản phẩm. Chẳng hạn như trên hình, chúng ta có 3 phương trình nhiệt hóa, thì khi đó nếu vận dụng hệ quả thứ hai của định luật Hess, thì chúng ta có thể cộng các phương trình nhiệt hóa này như những phương trình đại số, là cộng tác chất theo tác chất và cộng sản phẩm theo sản phẩm. Và sau khi cộng lại xong rồi, nếu thấy bên tác chất và sản phẩm có chất nào giống nhau về số lượng, thì chúng ta có thể trừ bi và triệt tiêu nhau giống như những hạng tử trong phương trình đại số. Do đó mà cả quanh graphic và cả quanh graphic của hai vế chúng ta sẽ triệt tiêu nhau. Tương tự là 2H2 khí của tác chất và sản phẩm chúng ta cũng triệt tiêu nhau được. Còn phía bên tác chất, chúng ta quan sát thấy O2 khí cộng O2 khí gom lại sẽ tạo thành 2O2 khí. Còn CH4 chúng ta sẽ viết lại, do đó mà bên tác chất sẽ còn CH4 khí cộng 2O2 khí. Còn bên sản phẩm thì sẽ còn CO2 khí cộng 2H2O khí. Vì vậy mà phương trình 4 là kết quả của sự tổ hợp 3 phương trình nhiệt hóa phía trên. Và do phương trình nhiệt hóa số 4 là sản phẩm cộng hợp từ 3 phương trình nhiệt hóa 1, 2 và 3. Do đó mà dựa trên định luật Hess, chúng ta có thể tính được hiệu ứng nhiệt của phương trình nhiệt hóa số 4 sẽ bằng tổng của delta H1 cộng delta H2 cộng delta H3. Sau đây chúng ta sẽ vào một ví dụ cụ thể về tính hiệu ứng nhiệt dựa trên định luật Hess mà chúng ta vừa tìm hiểu. Là bây giờ chúng ta cần xác định hiệu ứng nhiệt delta H0 298K của phương trình nhiệt hóa sau, màu xanh dương như trên hình. Và đề bài sẽ cho 3 phương trình nhiệt hóa A, B, C kèm hiệu ứng nhiệt của từng phương trình tương ứng. Delta H0 298K1 bằng âm 74,6 kJ. Delta H0 298K2 bằng âm 393,5 kJ. Và delta H0 298K3 bằng âm 241,8 kJ. Như vậy, nhiệm vụ của chúng ta là phải dựa vào 3 giá trị hiệu ứng nhiệt này, phải tính được giá trị delta H0 298K của phương trình sau dựa trên định luật Hess. Sự định hướng cho dạng bài tập này là chúng ta phải tổ hợp 3 phương trình A, B và C như thế nào để tạo thành phương trình sau mà mình cần tính hiệu ứng nhiệt. Cái đó mới là cái quan trọng. Còn sau khi tổ hợp xong mà không tạo thành phương trình mà mình mong muốn thì các bạn nên xem lại. Rồi giờ chúng ta sẽ bắt đầu định hướng.
Nhìn vào phương trình sau mà chúng ta đang cần tín hiệu ứng nghiệm thì CH4 khí đang nằm ở tách chất. Do đó mà ta sẽ định hướng đổi chiều phản ứng A lại để cho CH4 khí từ sản phẩm chuyển trở thành tách chất. CO2 khí và nước khí trong phương trình sau đang nằm ở sản phẩm, nên chúng ta sẽ định hướng giữ nguyên chiều của phương trình nhiệt hóa B và C. Thì đó là sự định hướng ban đầu, giờ mới bắt tay vào làm đây. Đầu tiên, chúng ta sẽ đổi chiều phương trình nhiệt hóa A để thu được phương trình nhiệt hóa A phẩy. Và vì đổi chiều mà phương trình nhiệt hóa A phẩy sẽ có giá trị hiệu ứng nhiệt là trừ delta H0 298K1 dựa trên hiệu quả đầu tiên của định luật Hess. Tiếp theo, đúng với sự định hướng ban đầu, thì chúng ta sẽ giữ nguyên phương trình nhiệt hóa B để tạo thành phương trình B phẩy, vẫn không có sự thay đổi về hiệu ứng nhiệt và vẫn giữ giá trị là delta H0 298K2. Còn đối với phương trình nhiệt hóa C, thì tuy mặc dù chúng ta không thay đổi chiều, nhưng chúng ta sẽ tiến hành nhân hệ số 2 vào cả hai vế, vào cả vế tách chất và cả vế sản phẩm. Và khi đó chúng ta sẽ được phương trình nhiệt hóa C phẩy với giá trị hiệu ứng nhiệt sẽ là 2 delta H0 298K3. Việc tại sao phải nhân hệ số và phải nhân cho hệ số mấy thì phải dựa trên việc nhân hệ số đó có làm biến đổi thành phương trình sao mà chúng ta đang xét hay không, chứ không phải muốn nhân cho hệ số nào là nhân. Và do trong phương trình sao tạo thành hai mol nước nên ta phải lựa chọn hệ số nhân là 2 chứ không phải là một hệ số nào khác. Và khi đó chúng ta sẽ tiến hành cộng vế theo vế, tách chất cộng theo tách chất, sản phẩm cộng theo sản phẩm, ba phương trình nhiệt hóa A phẩy, B phẩy, C phẩy vừa biến đổi xong theo các quy tắc mà tôi vừa trao đổi, và tiến hành thu gọn để chúng ta thu được phương trình nhiệt hóa cuối cùng. Và đây cũng chính là phương trình nhiệt hóa sao mà chúng ta đang cần tín hiệu ứng nhiệt. Và do phương trình sao được tạo thành do việc tổ hợp các phương trình nhiệt hóa A phẩy, B phẩy, C phẩy, do đó mà hiệu ứng nhiệt của phương trình nhiệt hóa sao sẽ bằng tổng hiệu ứng nhiệt của ba phương trình A phẩy, B phẩy và C phẩy, đúng với tinh thần của định luật Hess mà chúng ta đã trao đổi. Và kết quả cuối cùng mà chúng ta thu được là hiệu ứng nhiệt của phương trình sao sẽ bằng âm delta H0 298K1 cộng delta H0 298K2 cộng 2 delta H0 298K3 và có giá trị bằng âm 802.5 kJ. Như vậy, chúng ta đã tính được hiệu ứng nhiệt của phương trình sao dựa trên sự tổ hợp của ba phương trình nhiệt hóa A, B, C thông qua ứng dụng của định luật Hess. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với ví dụ 2, là tính hiệu ứng nhiệt của phương trình nhiệt hóa sao như trên hình, carbon graphic cộng 1/2 O2 khí tạo thành CO khí. Và chúng ta cũng có hai phương trình nhiệt hóa A và B cùng với các giá trị hiệu ứng nhiệt tương ứng, delta H0 298K1 và delta H0 298K2. Thì cũng tương tự như ví dụ 1, thì chúng ta cũng sẽ định hướng sự tổ hợp của hai phương trình A và B này lại để tạo thành phương trình sao. Và do đó mà chúng ta sẽ tiến hành đổi chiều phương trình B thành B phẩy với giá trị hiệu ứng nhiệt thu được là trừ delta H0 298K2. Còn đối với phương trình nhiệt hóa A thì chúng ta vẫn giữ nguyên và trở thành A phẩy với giá trị hiệu ứng nhiệt vẫn không thay đổi là delta H0 298K1. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cộng vế theo vế, tách chất cộng theo tách chất, sản phẩm cộng theo sản phẩm. Sau đó chúng ta cũng sẽ tiến hành triệt tiêu CO2 khí ở cả hai vế và đồng thời thu gọn O2 khí ở cả hai vế và viết lại những thành phần không đổi để ta thu được phương trình nhiệt hóa cuối cùng là carbon graphic cộng 1/2 O2 khí tạo thành CO khí. Và đây cũng chính là phương trình nhiệt hóa sao mà chúng ta đang cần tín hiệu ứng nhiệt. Do đó mà giá trị delta H0 298K của phương trình sao sẽ bằng âm delta H0 298K2 cộng delta H0 298K1 và bằng âm 110.5 kJ. Và trên hình chúng ta có thể quan sát được biểu đồ hiệu ứng nhiệt minh họa cho định luật Hess của phản ứng mà chúng ta vừa tính. Biểu đồ cho thấy hai cách khác nhau để đi từ carbon graphic và oxy khí là các chất phản ứng đến sự tạo thành sản phẩm là khí CO. Đi theo cách gián tiếp của phản ứng 1 và 2 sẽ tương đương với phản ứng trực tiếp 3. Và các số liệu về hiệu ứng nhiệt chúng ta có thể quan sát được cụ thể như trong sơ đồ minh họa trên.
Và trên đây sẽ là ví dụ cuối cùng về sự vận dụng của định luật Hess trong việc tính hiệu ứng nhiệt. Là chúng ta cũng sẽ đi tính hiệu ứng nhiệt của phương trình nhiệt hóa sau, tương tự như trong hai ví dụ vừa rồi. Chúng ta có ba phương trình nhiệt hóa A, B, C với các giá trị hiệu ứng nhiệt tương ứng như trên hình. Chúng ta cũng sẽ tiến hành biến đổi và tổ hợp ba phương trình A, B, C này lại để trở thành phương trình sau mà chúng ta đang cần tính hiệu ứng nhiệt. Và vì trong phương trình nhiệt hóa sau, carbon graphic đang ở tác chất và ta cũng đang cần 2 mol carbon graphic, nên khi đó ta sẽ giữ nguyên chiều của phương trình A và đồng thời nhân hệ số 2 cho hai vế để chúng ta thu được phương trình A phẩy như trên hình. Và đồng thời giá trị hiệu ứng nhiệt sẽ bằng 2 delta H0 298K1. Tiếp theo, vì trong phương trình sau thì H2 khí đang nằm ở tác chất và với tỷ lệ là 1 mol, nên khi đó chúng ta sẽ giữ nguyên phương trình B để được B phẩy. Và giá trị hiệu ứng nhiệt vẫn không thay đổi và vẫn bằng delta H0 298K2. Và cuối cùng là đối với phương trình C thì chúng ta sẽ biến đổi phức tạp hơn tí xíu, là chúng ta sẽ thực hiện đồng thời hai sự biến đổi. Một là đổi chiều phản ứng C và đồng thời chia hệ số 2 cho hai vế để ta thu được phương trình C phẩy có giá trị hiệu ứng nhiệt là trừ 1/2 delta H0 298K3. Và khi đó chúng ta sẽ tiến hành cộng vế theo vế ba phương trình nhiệt hóa A phẩy, B phẩy, C phẩy mà chúng ta vừa biến đổi, triệt tiêu các thành phần giống nhau và thu gọn lại, ta sẽ được phương trình nhiệt hóa sau mà chúng ta đang cần tìm với giá trị delta H0 298K bằng 2 delta H0 298K1 cộng delta H0 298K2 cộng trừ 1/2 delta H0 298K3. Và kết quả cuối cùng sẽ bằng 226.6 kJ. Như vậy, trên đây tôi đã chia sẻ với các bạn một số kiến thức trọng tâm về định luật Hess, như về hệ quả của định luật, ứng dụng của định luật và một số ví dụ minh họa kèm theo. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tại các video tiếp theo.